Được không á ngoại? Được không? Đây nè, đang quay luôn. Ông ngoại mình dài dài vậy thôi chứ còn khỏe lắm nha. Đang quay. Con ngỗng kêu to ghê chưa? Con mày làm gì vậy? Cầm mé để con mát trôi vậy. Năm nay em ngoại mình sáu mấy tuổi rồi nha. 70 rồi. Ủa 70 rồi hả? 70 còn lội xong. 70 còn lội xong. À, quay lại thằng trai trẻ. Con tướng tán nó chơi rồi. Thì à, phải lội xong rồi mình mà. Mấy trái dừa quá trời luôn. Tết này uống dừa đã luôn. Tết này uống dừa đã luôn. Hả? Quay tới đâu rồi? Thì vẫn đang quay thôi. Đang quay hả? Không có live stream đâu, đừng lo. Hồi đó các bạn nào chơi càng lá dừa không? Hồi đó mình hay chơi bứt cái lá dừa. Mình làm càng thổi hơi to, tiếng vang to lắm. Có một sự thật rất là nhục nhã là mình không biết bơi. Cho nên mình không có xuống phụ ngoại mình được. Ngang nè. Ủa lộn rồi, con ngỗng rồi. Ngỗng kia bày đàn của nó đó. Ủa nó thấy camera sống chạy luôn. Ngỗng bình thường là em nuôi là nó đi đâu chứ nó không có đi đi lẻ được nha. Nuôi nhiều chứ không được, chứ không có nuôi ít. Con này mà sống mình là nó chết đó, chứ nó không có sống đâu.
sống rất là tình nghĩa. Ôi ôi, nó la kìa, la kìa. Ngoài nuôi ngỗng ông là ngoài ngoài nuôi ngỗng ra ngoài mình còn nuôi bồ câu. À, đó. Bồ câu à. Ông ngoại của mình à. Giờ không thấy ông ngoại mình đâu luôn rồi. Đó ông ngoại mình kìa. Đó. Ok. Ây à. Ây à. Ui cha cha, ra ngoài đây nó nắng. Đây. Ăn chó à. Đây con này đang có chữ nè. Đó. Con này đang có chữ nè. Để chơi tầm bậy bạ sao bây giờ có chữ luôn. Cậu này ăn gấu. Ăn gấu à. Thấy camera nó chạy rồi. Mình nghĩ là tới Tết con này sẽ đẻ thôi. Cái bụng nó tròn quay luôn. Nằm phì phỏm ở đó. Đó. Đây là quê mình nha. Quê mình ở Vĩnh Long ha. Đây. Đó. Phong cảnh quê mình. Cái sân này khá là rộng. Đây sân của mình đây, sân nhà ngoại mình. Thì do là tới Tết á, khách nhiều cho nên là mẹ mình làm chưa có xuống kịp được. Cho nên là mình xuống trước để chơi với ngoại mình. Tại vì ngoại mình sống ở đây có mình nè. Còn đây là sau nhà. Ăn gà. Dạ. Lấy cái cưa hả? Cái lưới hả? Lưới đâu ta? À thấy rồi. Lưới màu xanh xanh đúng không? Rồi, ok, quay tới đây. Ui trời. Ui, cứ chó. Cái này ít tầm bậy, cái chó quá trời. Vô không được. Chuẩn bị chưa? 3, 2, 1. Rồi xong. Đi xa, đi xa. Vô nhà ơi. Đừng đứng ngoài đây. Gấu, vô nhà. Đi vô nhà nhanh. Nhà mình thì không có nuôi ngỗng sư tử nha. Cái này chỉ là ngỗng trắng bình thường thôi. Vô nhà đi Misa. Vô nhà đi. Hả? Không khỏi thích người tao. Nó vô không được cái nó. Nó như vậy nè. Nó kêu hoài, kêu. Kêu bạn á. Đó. Đó. Vô đi gấu. Đi vô. Con ngỗng mình thấy lạ nhất là cái cục đĩa trên đầu nó. Cái cục gì trên đầu nó. Này canh nhà là hơi bị đỉnh luôn.
đụng cái là kêu kêu nhức đầu luôn. Dạ còn chứ. Ở vô nhà. Đi ra, đi ra, đi ra. Cú, 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 cú. Bây giờ đang là buổi trưa. À, chuồng chuồng. Đâu rồi? Chuồng chuồng hồi nãy nó mới ở đây nè, nó bay đâu rồi? Okay. Đây nè, có mấy trái dừa nè. Đó. Thì nhà ông ngoại mình có trồng dừa sáp mà bây giờ mình không biết dừa sáp nó đâu thôi. Buồn chuối đi. Buồn chuối chưa chín. Mùa này hình như hết mùa bọ rồi cho nên mấy ngày nay mình cũng đang tìm bọ mà không thấy đâu nè. Mùa Tết không không thấy bọ cho nó hết mùa. Đây con này là chuyên gia sinh ăn luôn. Hôm bữa mình về cái nó khóc luôn. Hôm bữa cái ngày mình về ngày hôm qua nó khóc luôn. Nó thấy mình về xong nó khóc luôn. Trời ơi cưng ghê chưa. Ok, thì cái clip này mình cũng kết thúc tại đây ha. Pizza. Chào các bạn các ơi. Pizza. Trời ơi. Đó. Rồi thôi nha. Bye bye các bạn.